Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip mình làm để giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc xoắn khuyên xoay linh hoạt. Trên tay mình đây đang là sản phẩm côn nhị khúc xoắn khuyên xoay linh hoạt. Phía trong thân côn nó sẽ có một đoạn dây xích thừa tạo cho chúng ta cái tiếng kêu lên keng rất vui tai đó. Trọng lượng của cây này nó là hơn 200 gram, độ dài là 28 cm, dây xích dài 19 cm, và khi đánh nó sẽ tạo ra tiếng gió đó. Đây là cái đặc điểm tuyệt vời nhất mà côn nhị khúc xoắn khớp xoay linh hoạt không có, bởi vì là đối với cái khuyên xoay linh hoạt này nó tạo ra tiếng gió và tiếng leng keng cực kỳ hay, giúp cho chúng ta luyện tập và biểu diễn nó tạo ra cái đẹp, cái âm thanh hay. Đây, cái khuyên xoay linh rất linh hoạt như sau này. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta xoay nó linh hoạt, bên trong này được bắt bởi một cái khuyên nó rất chắc chắn, bởi vì các mối hàn đều được hàn chặt rồi, không lo. Và khi xoay là cô sẽ xoay như thế này, cực kỳ linh hoạt và tiếng kêu lên keng đó, kêu lên keng, dây xích cực kỳ chắc chắn đấy. Khi biểu diễn thì mình lại ưa thích cái sản phẩm này hơn, bởi vì là thân côn được thiết kế là hình dạng xoắn, nên là khi chúng ta biểu diễn nó sẽ cực kỳ là an toàn, không bị bay côn khi mồ hôi ra, và tập luyện cũng vậy đấy. Và khi biểu diễn chúng ta lăn côn qua tay như thế này không hề bị cấn tay bởi khớp xoay, chính vì thế nên là đây là một côn khá là tuyệt vời cho việc biểu diễn đây. Show cho các bạn xem cái trọng lượng chính xác của cái côn này. Khi các bạn truy cập crk.vn và chúng ta về trang chủ như thế này thì các bạn có thể thấy là sản phẩm được show hết ở đây. Và các bạn chú ý nhé, khi các bạn vào crk.vn, vì cái phần đầu tiên này đó là phần hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc, đây phần video hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc ở ngay phần đầu này luôn đấy. Các bạn truy cập website crk.vn thì có tất cả những video luyện tập côn nhị khúc do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn, cực kỳ tốt cho những người mới tập và chưa biết gì về côn nhị khúc đấy. Tiếp theo là những sản phẩm ở đây. Những sản phẩm ở đây thì các bạn có thể xem chi tiết sản phẩm. Thì bây giờ mình đang muốn tìm cho các bạn cái trọng lượng chính xác của cái côn này là bao nhiêu để cho các bạn thấy luôn trong video. Đây, mình đang vào thì trọng lượng chính xác, đây là côn xoắn đây này, tên của nó đây nhé, côn nhị khúc xoắn khuyên xoay linh hoạt đấy, tên đây đó. Và cái trọng lượng của cây côn này ấy, thì là 220 gram, trọng lượng 220 gram các bạn nhé. Đấy, độ dày thân côn là 0,7 mm đấy, tức là độ dày của nó chưa đến 1 mm, mà chỉ có 0,7 thôi đấy. Các bạn mình hiểu là nó mỏng, nhưng mà được thiết kế bởi thân inox cực kỳ chắc chắn, nên là nó rất khó bị móp méo. Mình có thể nói là nếu như mà các bạn mang về để đánh vào trụ bê tông, cột điện hoặc là thân cây thì chắc chắn là nó sẽ méo, nhưng mà bởi vì đây là côn để luyện tập biểu diễn là chính, hoặc là dành cho những bạn mà thể lực chưa cao thì chúng ta tập những cái côn này, bắt đầu từ những cái côn nhẹ 220 gram như thế này thì cực kỳ hay, bởi vì là cái thân côn xoắn như này khi rơi xuống nó sẽ giảm cho chúng ta cái tiết diện tiếp xúc với cái những cái vật ở dưới đất, ví dụ như là viên sỏi đá gì đó, thì chúng ta sẽ khó bị móp méo hơn. Và tỷ lệ thống kê qua của mình cho thấy là học viên của mình dùng côn này chả có ai bị méo cả, nó chỉ bị xuất sát dần
qua trong cái quá trình tập luyện lâu năm thôi. Và cái côn này thì nó cũng có cái tuổi thọ tính theo năm rất là bền đấy, và múa rất đẹp, múa nhanh. Nếu như mà múa nhanh thì trong lúc múa nhanh cũng tạo ra tiếng gió vu 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 kết hợp với cái tiếng leng keng của côn đấy nhá. Với trọng lượng 220g này thì đối với mình thì là nó là nhẹ và mình có thể đánh với tốc độ cao. Các bạn có thể thấy đây nhá, nghe nghe cái âm thanh của nó phát ra. Đấy. Cái trọng lượng nhẹ nên là các bạn có thể là đánh với tốc độ cực kỳ cao mà người ngoài nhìn thấy thì cực kỳ là khủng khiếp, khi mà cái thân côn xoắn này tạo cho chúng ta cái sự loang loáng trong khi đánh côn đấy. Các bạn là quan tâm sản phẩm vui lòng truy cập website cnk.vn hoặc gọi điện vào số điện thoại 1900 0114 đó để được tư vấn miễn phí về cách trọng côn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ mua hàng ủng hộ mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ở bên dưới nhé.